thành phố Phan Thiết, và cũng như là lần đầu tiên được ngắm một khung cảnh rất là đẹp như thế này, kiểu nó như là có rất là kiểu rộng lớn và kiểu xinh đẹp, rất hào hứng, tuyệt vời, và kiểu là rất là muốn đến đây thêm một lần nữa. Không gian ở đây thì rất là đẹp luôn, không ngờ ở đây mình có trang trí một cái lễ hội đồng đèn như vậy. Em cảm giác bị quơ quá chị, thấy cái lễ hội này rất là đẹp, nãy giờ chụp được rất là nhiều tấm hình. Không khí xung quanh rất là vui nhộn, và đặc biệt là có rất nhiều đồng đèn ở đây, mọi thứ rất là đẹp, rất là tuyệt vời.